Xin chào các khán giả yêu quý của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Thật vui vì được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình livestream theo chân mẹ bầu hiện đại đi sinh. Ngày hôm nay đồng hành với chúng ta là mẹ bầu Lê Thị Na các bạn ạ. Hiện nay thì các bác sĩ đang thực hiện sát trùng vùng bụng cho chị Na và các điều dưỡng còn lại cũng đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để ca mổ của chị Na sớm được bắt đầu đấy ạ. Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho ekip mổ cũng như mẹ bầu ngày hôm nay sẽ vượt cạn thuận lợi, suôn sẻ, mẹ tròn con vuông các bạn nhé. Hôm nay bên cạnh việc đồng hành cùng với chị Na thì chúng ta còn được lắng nghe các bác sĩ chia sẻ về một vấn đề được rất là nhiều mẹ bầu quan tâm, đó là tiểu đường thai kỳ nguy hiểm như thế nào đối với mẹ và bé. Nếu như các bạn cũng đang có câu hỏi hay thắc mắc về vấn đề này thì hãy comment inbox cho chúng tôi ngay nhé. Các bạn thân mến, lúc này thì ca mổ đã diễn ra rồi ạ. Với những ca sinh mổ như thế này thì Bệnh viện Thu Cúc sẽ có hai bác sĩ để dễ dàng phối hợp với nhau, giúp cho em bé chào đời trong thời gian nhanh nhất và an toàn nhất ạ. Với đội ngũ bác sĩ đầu ngành và ekip mổ hùng hậu cùng hỗ trợ thì chúng tôi tin là chỉ ít phút nữa thôi chúng ta sẽ được lắng nghe tiếng khóc chào đời của em bé ngày hôm nay ạ. Có khá là nhiều mẹ bầu tâm sự với chúng tôi rằng rất là sợ cảm giác khi bước vào phòng sinh, nhưng khi đi sinh tại Bệnh viện Thu Cúc thì các mẹ đã có thể hoàn toàn yên tâm vì các bác sĩ điều dưỡng của chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh cổ vũ, động viên cũng như là trấn an tinh thần cho các mẹ, khiến các mẹ luôn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng và không có chút lo lắng nào đâu ạ. Theo quan sát của chúng tôi thì chỉ ít phút nữa là em bé sẽ chào đời đấy ạ. Hãy cùng chúng tôi chờ đón khoảnh khắc đẹp nhất của ngày hôm nay các bạn nhé. Vâng, em bé đáng yêu của chúng ta đã chào đời rồi các bạn ơi, thật là hạnh phúc đúng không ạ? Các bạn có nghe thấy tiếng khóc chào đời của con chưa ạ? Em bé của chúng ta hôm nay là một bé trai rất là bụ bẫm kháu khỉnh đấy ạ. Mẹ Na của chúng ta rất là giỏi và các bác sĩ ekip đã rất thành công đúng không ạ? Các bạn đừng quên thả tim và comment để chúc mừng cho chị Na đã vượt cạn thành công và chúc cho em bé hay ăn chóng lớn nhé. Lúc này thì con sẽ được điều dưỡng vệ sinh sơ bộ, lau gây bám trên người. Việc lau gây sẽ đảm bảo cho em bé sạch sẽ, loại bỏ được nước ối và chất gây từ bào thai của mẹ, tạo cho con có những phản xạ đầu đời tốt nhất ạ. Các bạn có nghe được tiếng khóc khỏe mạnh của con không ạ? Rất là trộm vía đúng không nào? Theo các bác sĩ thì việc khóc to ngay sau sinh là một trong những dấu hiệu rất tốt ở trẻ. Một lần nữa xin được chúc mừng chị Na đã vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông nhé. Tiếp theo thì con sẽ được bác sĩ Nhi thăm khám sức khỏe đầu đời. Các bác sĩ sẽ kiểm tra vùng đầu, tay, chân, cột sống, cơ quan sinh dục xem có gì bất thường không. Đồng thời bác sĩ cũng kiểm tra các phản xạ của bé, đo nhịp tim, đo thân nhiệt để đánh giá tình trạng sức khỏe chung. Bên cạnh đó, trong những ngày lưu viện thì các bác sĩ cũng sẽ thường xuyên thăm khám cho cả mẹ và bé để đảm bảo hai mẹ con hoàn toàn khỏe mạnh trước khi xuất viện. Do đó mẹ Na hãy hoàn toàn yên tâm nhé. Hiện tại thì các chỉ số của con được các bác sĩ đánh giá trộm vía rất là tốt đấy ạ. Tiếp theo thì con sẽ được điều dưỡng cuốn khăn và đưa đi cân các bạn ạ. Vậy là sau khi trừ khăn cuốn ngoài thì con nặng 3,8 kg các bạn ạ. Rất là trộm vía đúng không nào? Sau khi hoàn tất các công đoạn của ca sinh thì con sẽ được điều dưỡng hỗ trợ để áp ra với mẹ luôn đấy ạ. Trộm vía con rất hợp tác và hai mẹ con cũng rất là tình cảm đấy ạ. Và để hai mẹ con chị Na có chút thời gian riêng tư khi thực hiện ra cái da với nhau thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về chủ đề được đưa ra từ đầu livestream nhé. Đó là tiểu đường thai kỳ nguy hiểm như thế nào đối với mẹ và bé. Theo thống kê thì cứ 7 phụ nữ mang thai thì lại có một người gặp phải tình trạng tiểu đường thai kỳ. Không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người mẹ mà tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hại đến sự phát triển của thai nhi. Những ảnh hưởng của tiểu đường thai kỳ đối với người mẹ đó là cao huyết áp, sinh non, đa ối, sảy thai và thai lưu, nhiễm khuẩn niệu. Ảnh hưởng đối với thai nhi đó là tăng trưởng quá mức và thai to, hạ glucose huyết tương và các bệnh lý chuyển hóa ở trẻ sơ sinh, bệnh lý đường hô hấp như là hội chứng nguy kịch hô hấp, tử vong ngay sau sinh, tăng hồng cầu, vàng da sơ sinh. Những thai phụ có nguy cơ tiểu đường thai kỳ cao nên thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ hay còn gọi là nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Đây là phương pháp được sử dụng trong chẩn đoán tiền đái tháo đường và bệnh đái tháo đường, đặc biệt là để phát hiện đái tháo đường thai kỳ, được thực hiện giữa tuần thai 24 và 28. Với những chia sẻ hữu ích vừa rồi, chắc chắn các mẹ bầu đã bỏ túi cho mình những kiến thức hữu ích về bệnh lý tiểu đường thai kỳ rồi đúng không nào? Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến dịch vụ thai sản trọn gói của Thu Cúc thì đừng ngần ngại inbox ngay cho chúng tôi để được giải đáp một cách nhanh nhất nhé. Còn bây giờ hãy cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc thật tình cảm và ấm áp của hai mẹ con chị Na các bạn nhé. Thank you.
Sau thời gian ấp ra mẹ thì bé sẽ được đưa ra khu chăm sóc để tiếp tục với các thủ tục chăm sóc sau sinh như là mặc quần áo, đóng bỉm, đeo bao tay bao chân và quấn khăn ạ. Và xin bật mí cho các bạn một thông tin vô cùng hữu ích. Đấy là khi đăng ký dịch vụ thai sản trọn gói tại bệnh viện Thu Cúc thì các mẹ sẽ không phải chuẩn bị bất kỳ một đồ đạc nào cho con đâu ạ. Hành trang đi đẻ của các mẹ sẽ là một chiếc bụng bầu và một tâm trạng thật là tốt để chào đón con yêu chào đời. Bởi tất cả đồ dùng của con và mẹ trong suốt quá trình lưu viện đều được bệnh viện chuẩn bị sẵn hết rồi đấy ạ. Đặc biệt khi đăng ký dịch vụ thai sản trọn gói, các mẹ không chỉ được chăm sóc chu đáo tận tình, tận hưởng hành trình đi sinh như đi nghỉ dưỡng, mà con cũng luôn được ưu tiên dành những tiện ích hoàn hảo nhất. Đó là tiêm vitamin K và vaccine viêm gan B sau sinh, hỗ trợ sàng lọc máu gót chân và lưu trữ tế bào gốc. Con được tắm, massage và chăm sóc rốn mỗi ngày, miễn phí tái khám cho cả hai mẹ con sau 3 tuần. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Các bạn hãy nhanh tay đăng ký thai sản trọn gói của Thu Cúc để có những trải nghiệm tuyệt vời trên hành trình làm mẹ của mình đi ạ! Vâng, như vậy là bé đã hoàn tất các thủ tục trong phòng sinh rồi. Các bác sĩ và điều dưỡng của chúng tôi sẽ theo dõi một chút về tình trạng sức khỏe cũng như các phản xạ của con trước khi đưa con ra ngoài gặp gia đình. Chúng ta hãy cùng ngắm nhìn kỹ hơn gương mặt đáng yêu của thiên thần nhí nha chị Na các bạn nhé. Đặc biệt tất cả những hình ảnh của con, những biểu cảm đáng yêu nhất, giây phút con cất tiếng khóc chào đời đều được Thu Cúc lưu giữ và trân trọng. Đây là một trong những tiện ích hoàn toàn miễn phí của dịch vụ thai sản trọn gói các bạn nhé. Lúc này bé đang được điều dưỡng bế lại gần để chào tạm biệt mẹ và đưa ra ngoài gặp người thân đấy ạ. Chắc hẳn là người thân của bé cũng đang rất là háo hức chờ đợi giây phút được gặp và ôm bé vào lòng rồi đúng không ạ? Vâng, lúc này bé đã được bố đón tay rồi. Các bạn có nhìn thấy sự hạnh phúc của ông bố đang lộ rõ trên gương mặt khi lần đầu tiên được bế con không ạ? Ắt hẳn là một cảm xúc rất là khó tả đúng không nào? Thay mặt cho Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc xin được chúc mừng gia đình vợ chồng anh chị đã đón thêm một thành viên khỏe mạnh và bình an. Rất là cảm ơn anh chị đã tin tưởng lựa chọn Thu Cúc là nơi đón con yêu chào đời ạ. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa được theo dõi hành trình đi sinh của chị Lê Thị Na cũng như có thêm nhiều kiến thức hữu ích về những ảnh hưởng của bệnh tiểu đường thai kỳ đối với mẹ bầu và thai nhi rồi đúng không ạ? Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy comment ngay tại đây để được chúng tôi giải đáp cụ thể hơn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo.